chào mọi người, mình là Phượng, mình 19 tuổi và mình đang học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Vì mình họ Bùi nên mình đặt luôn tên kênh và blog của mình là Tôi Là Bùi. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình và bấm vào đây để nghe mình luyên thuyên về cuộc sống và những trải nghiệm của mình. Mình là một đứa rất hay up story. Story thì không giống như các bài viết, tồn tại mãi trừ khi bạn xóa nó đi. Story chỉ tồn tại trên bảng tin trong 24 giờ mà thôi. Tuy nhiên, thời gian tồn tại ngắn không có nghĩa là story của bạn sẽ không được chú ý tới. Thậm chí còn có người chụp lại màn hình story của bạn nữa. Bởi vậy nên là dù đăng các bài viết hay là đăng story, các bạn cũng nên để ý thật kỹ trước khi đăng nhé. Và trong podcast lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những sai lầm thường gặp khi up story mà bạn bè mình, những người xung quanh mình và thậm chí là cả mình nữa cũng từng mắc phải. Sai lầm đầu tiên, đấy là để lộ quá nhiều về nơi mình sống, trừ khi đó là chủ ý của bạn. Bởi vì là nếu như mà bạn để nick private, tức là chúng ta không cho người lạ xem, hoặc là chúng ta để cái chế độ mà chúng ta lựa chọn người xem đó các bạn, thì không nói làm gì. Nhưng nếu nick bạn là một cái nick công khai thì rất có thể người lạ sẽ biết được địa chỉ cụ thể của bạn. Mình nghĩ điều này là không nên, và chúng ta hoàn toàn có thể tránh được bằng cách up một story một cách khéo léo, xinh xẻo, không để lộ quá nhiều về nơi mình sống. Việc để người lạ nắm được thông tin địa chỉ của chúng ta sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là trong trường hợp đó là kẻ xấu. Chưa kể nếu họ theo dõi bạn đủ lâu, họ sẽ nắm được lịch trình của bạn và biết khi nào bạn không có nhà để lẻn vào. Nghe thì có vẻ hơi trinh thám một chút, nhưng mà đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ hai là không để ý cái background, tức là không để ý cái nền đằng sau đó các bạn. Story thường thì chỉ xuất hiện trong 24 giờ là sẽ biến mất. Vì thế nên là người ta thường up một cách rất vô thức để update việc mình đang làm, nơi mình đang đi chơi, hoặc những chia sẻ cá nhân, hoặc cái món mà mình đang ăn vân vân, mà không để ý đến cái phần background đằng sau. Đôi khi đó các bạn, mình xem được rất nhiều cái story mà nó chứa tình huống giờ khóc giờ cười, tại vì cái background đằng sau. Chẳng hạn như là một lần đi các bạn, một lần mình lướt story của một người bạn cấp 3 đang tự sướng. Nhưng mà vấn đề là ở đằng sau cái bạn đó có một cái móc treo quần áo và treo nguyên một cái quần lót căng ra đập thẳng vào mắt người nhìn. Thế nên là trước khi up story thì các bạn hãy xem kỹ lại một lần nữa cái background của mình và cân nhắc trước khi up nhá. Nếu như mà lười không muốn chụp lại thì các bạn có thể dùng các cái sticker, các cái nhãn dán đó các bạn. Ở trên Instagram hay là Facebook thì có rất là nhiều sticker đáng yêu. Các bạn có thể chọn những cái sticker đáng yêu đó và các bạn che đi những cái phần nhạy cảm ở trên background của mình. Ok, và sai lầm thứ ba là up quá nhiều. Mình biết là ở đây có rất nhiều bạn bị nghiện up story và thường up rất nhiều trong một ngày. Tuy nhiên, việc up quá nhiều story trong một ngày sẽ tạo cảm giác khó chịu đối với một vài người follow bạn. Họ có thể lướt sang phải, sang trái gì đó để họ bỏ qua, nhưng cũng không thể tránh khỏi trường hợp là họ sẽ thẳng tay bấm unfollow nếu tâm trạng của họ đang không được tốt vào cái thời điểm mà bạn đăng nhiều story đó. Bởi vậy, nếu không muốn mất một lượng follow nhất định thì hãy cân nhắc kỹ số lượng story up trong ngày nha các bạn. Ngược lại với up quá nhiều là không up gì cả. Và cái việc mà các bạn không update một chút gì lên story đôi khi còn khiến mọi người tưởng nick bạn là nick ảo, hoặc là cái nick đó đã không hoạt động lâu rồi, họ cũng sẽ bấm unfollow không thương tiếc. Hiện tại thì story có chế độ bạn thân đối với Insta và tùy chỉnh người xem đối với Facebook. Các bạn có thể tùy chỉnh để bạn bè mình xem thôi này, hoặc là các bạn sẽ lựa chọn ra một số người bạn nhất định mà bạn nghĩ là họ sẽ quan tâm đến bạn và bạn muốn cho họ biết, để tránh trường hợp bị tụt follow nhé. Để có một chiếc story xinh xắn đẹp đẽ thì các bạn có thể ghé thăm Pinterest để lưu về những gợi ý cho mình. Ngoài ra, để có một chiếc story lung linh thì cũng đừng quên lưu lại những bức hình lung linh nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe mình chia sẻ đến đây. Mong rằng những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của mình có ích với các bạn. Nếu các bạn đang nghe những chia sẻ này vào sáng sớm thì chúc các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nếu bạn đang nghe câu chuyện của mình trước khi đi ngủ thì mình chúc các bạn ngủ thật ngon. Và nếu không phải là hai khung giờ trên thì mình mong bạn có khoảng thời gian thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại nhé.